Ok, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Call of Duty Infinite Warfare. Thì trong cái tập trước, chúng ta đã bị những đứa bò của mình, nó trong lúc hoảng loạn thì nó đã chạy và nó bỏ mình ở ngoài vũ trụ. Và hình như là cái nhân vật của mình ra lệnh cho tụi nó đi chứ không phải là nó bỏ mình ha. Thì sau khi chúng ta lơ lửng ngoài vũ trụ và bị xì không khí nữa thì chúng ta ngất xỉu. Và sau đó chúng ta đã được mấy đứa bò của mình á, hình như nó quay lại nó cứu mình. Đó, bây giờ thì mình đã tỉnh lại đây. Mà cái đoạn tỉnh nói chuyện không à, cho nên là mình không có quay cho các bạn xem ha. Cũng như là có khả năng bị dính băng quyền các bạn, cho nên là mình cắt cái đoạn đó luôn. Ngoài ra thì trong cái phần chơi này có khả năng là có nhiều đoạn nói chuyện mình cũng cắt luôn, do là nó bị dính băng quyền các bạn ơi, khổ lắm chứ không phải mình muốn cắt đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi. Status? Pilot integrity shows low. She'll hold. Radiation's increasing. Steady as she goes. Here comes the drop. Influx in 3, 2, 1. UV filters, polarize the glass. Roger. Error margin 0.01. Good drop. Where's the asteroid, Gator? My coordinates were an intercept course. Rồi, mình vừa thực hiện xong cái cú nhảy gì đó và mình đi tới cái hành tinh này. Hành tinh này toàn là lửa chứ không mà các bạn ơi. Có vẻ nó rất là nóng đấy. Ngoài ra cũng có một cái cục thiên thạch khá là to trôi kế bên cái phi thuyền của mình. Cái đó có phải là mặt trời không ta? Sao nhìn giống mặt trời vậy? Rồi, chúng ta đã lên phi thuyền và chúng ta sẽ bay xuống. Ý, hình như là chúng ta đáp lên một cái cục thiên thạch hay sao á các bạn. Cái này đâu phải hành tinh đâu, nó là có một cái viên thiên thạch khá là to, không biết có đáp xuống không hè. Để coi coi. Ý trời, trên cục thiên thạch có một cái căn cứ trên đó kìa. Oh my god, vậy là chúng ta sẽ đáp xuống đó đánh nhau trên một cái viên thiên thạch đang chuẩn bị nổ. Má ơi, 900 độ, đó là mặt trời đó các bạn. Sao hôm nay cho tôi tới đi tới gần cái mặt trời dữ vậy, ghê vậy. Mình có thể gọi cái viên thiên thạch này là một cái tiểu hành tinh không ta? You pick your mission, Captain. Don't let it pick you. We're going down there. Search and rescue. Aye, sir. I see a hangar up ahead. We can set down inside out of the sun. Do it. Roger. Forcing down. Boost rigs on. Let's go. Rồi, chúng ta đã đáp xuống rồi. Chuyển thôi. Để coi cái súng ngắm hôm nay của tôi nó làm ăn như thế nào nha. Ồ, oh, cũng phải leo vô đây nữa hả? Ủa cái này là... Ok. Chuyển thôi, tôi đã sẵn sàng. Hôm nay chúng ta có vũ khí mới nữa nha các bạn. Có một cái con drone. Ok. Oh, mình tăng độ xa được nè. Đó không, nhắm xa nè. Holy shit, cái gì thế này, nó đang khoan cái gì kìa các bạn ơi. Kìa mặt trời kìa. Sao mà mình nhớ là mình, con người mình đâu có tới gần mặt trời được đâu ta. Ở ngoài nó nóng dữ lắm kìa. Tới gần mặt trời là bị thiêu đốt chết luôn á. Đó, bay lên. Có rất là nhiều thiên thạch các bạn, mình phải chạy thật là nhanh vô cái nhà đó. Trời ơi, ui,
toàn nhâm thạch không nè. Let's keep eyes on, use it to our advantage. This is nuts. You guys hear that? Hey. Có một thanh niên nó chết rồi. Bị chết cháy hay gì á. Ê, mình bước ra ngoài là mình bị cháy các bạn ơi. Nè, để mình ra ngoài cho các bạn xem. Ủa, đâu bị đâu. Go, đi thôi. Bộ đi trước đi, tao đi sau lưng cho. Ây cha. À, nóng. Oh no. Vô. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Lúc mà cái viên thiên thạch này nó quay cái hướng về phía mặt trời á, là mình sẽ bị phơi ra một cái nhiệt độ rất là lớn. Mấy trăm độ gì đó. Đạp luôn. Ô, từ cái súng ngắm mà mình chuyển sang súng trường được luôn. Bây giờ chuyển sang súng ngắm nè. Đó không. Nói chung là cái này thấy cũng xịn đó. Ủa, phải cái súng hồi nãy mình cầm không ta? Đúng rồi. Đây là đâu thế này? What? Sao trên đây không có ai hết các bạn? Ghê quá. Cảm giác như là mình đang chơi một cái trò game kinh dị vậy đó. Hello. Hello. Không có thằng nào hết trơn vậy. Oh no. Có mấy thằng nằm chết ở đây. Get over here, I got something. Coming for you. Đã có cái chuyện gì xảy ra ở đây? Ui. Có một cây súng. Súng này mình có rồi mà. Con robot. Bỏ cái súng lục lấy súng này. We're looking for survivors forward to this position. On me, Reyes. Right behind you, Fever. On your six. Rồi, mình đã thấy được mấy con robot rồi. Nó đang động đậy kìa. Nó muốn hoạt động. Nó muốn thoát ra ngoài. Theo mình đó không lầm thì lát có lẽ là cái bọn này sẽ nổi loạn. Nó sẽ ra đánh nhau với tụi mình. Ơi. She's good, Cash. Hết hồn. Hồi nãy mình đang làm chuyện khác ấy, tự nhiên con đó nó giật mình, là mình giật mình. Ơ, cái súng mình đang cầm không phải súng ngắm các bạn ơi, lầm rồi. Ý. Bây giờ nó thành súng ngắm nè. Oh no. Vậy là cái súng của mình nó có thể chuyển đổi giữa hai loại súng khác nhau. Một là súng trường bắn tự động, hai là súng ngắm bắn tỉa. Rồi, chiến. Mày này à. Mày. Dòng này chơi súng ngắm không hợp rồi, mình lấy shotgun ra. Vô, ném lựu đạn luôn. Ui, mình có lựu đạn trọng lực các bạn. Tụi nó mà vô đây là tụi nó bị bay lên. Có con nào còn sống không? Mày sống hả mày? Rồi đi đâu nữa?
Nãy mình ném qua đồ đạn trọng lực quá rê. Mày này, mày này. Phải thật, một con bắn tới 3 viên mới chết các bạn. Vô đây. Trời ơi, mình bắn bộ luôn. Đổi súng thôi. Cái súng mình cầm không hợp rồi. Không đúng bài rồi các bạn. Vậy này mới được nè. Cầm cái này thấy hợp lý hơn nhiều luôn á. Wow. Đổi liền. Đâu robot gì đâu. Rồi. Ok, mình đã hack. Bây giờ tụi robot sẽ tấn công nè. Chết một con. Nó phát nổ các bạn. Tụi này nó kiểu như nó sắp phát nổ, nó sẽ lợi dặn mình, nó nổ. Giống như nó tự sát vậy đó. Mày. Cho tụi bay bay luôn. Cho tụi bay bay luôn. Cho tụi bay bay luôn. Chúng ta hack cái cửa đó sắp xong rồi các bạn. Thằng bộ mình bị kìa. Bộ mình bị kìa. Ê, xin lỗi. Lấy đạn mà được. Tụi mày lên đây. Rồi, cửa xong rồi, vô. Đóng cửa lại mà lên. Rồi. Trên đây là chúng ta chỉ đánh với mấy con robot thôi. Đúng rồi các bạn, mấy con robot này là mấy con robot mà để làm việc á, chứ không phải là để làm gì đâu. Tại trên này con người không có làm việc trên này được, tại vì nó nóng lắm. Cho nên trên này toàn là robot không thôi. Lâu lâu có mấy ship ghé sang để điều hành chút xíu thôi. Ê, lộn. Trời, tôi bấm lộn nút các bạn ơi. Ném ngay cái quả lưu mìn đó.
Ôi. Rồi rồi rồi, cái súng điện này rất mạnh các bạn. Tụi robot này sợ, có vẻ sợ cái súng điện này nè. Bắn vài viên thôi là tụi nó chết rồi. Oh no, tụi robot trong đây nó cũng có súng rồi, chết luôn. Hồi nãy nó trên lầu mình đâu có để ý đâu. Lựu đạn. Nè mình thả cái này ra nè. Cái con ro này không biết làm gì nữa. Oh, nó bắn tiếp mình. Đi đâu? Fever, Raider, we're on the X. What's your status? Up and away. Contact with Retribution was a no-go. Solar flares are killing the net. They don't know we're here. They may be armed. Maintain fire discipline. We don't want any accidents. Back up. Mở. Oh, mở cửa vô. Wow, đây là những người còn sống sót đây sao? Đây là một đám những người mà công nhân ở trên đây nè các bạn. Kiểu như bị tụi robot tầm loạn á, rồi mấy người đó trốn vô trong cái khoang này, đóng cửa lại luôn. Yeah, cái chiếc phi thuyền cỡ bự mà nó đối chọi với tụi mình hồi mấy tập vừa qua đó, chiếc đó đó, nó đã xuất hiện ở đây. Nó bắn phá tan tầm hết luôn. Materials here are highly explosive. Roger that. Let's do this. When you open us up to the air, the bots are gonna get in here. You wanna get out of here or not? Get your people lined up. We're gonna have to make a run for the transport. I'll take you to the switch, but I'm not pulling it, Captain. Fever. Raider is opening an LZ for civilian evac. Be advised, exfil will be hot. Solid copy. I'm in place. Okay. This lever opens the shutters. I hope you know what you're doing. Ôi trời ơi, đông lắm kìa, toàn là robot không à. Xuống chiến luôn. Bắn ngay đầu, cố gắng bắn ngay đầu. Nó bắn đầu quá các bạn. Mình hết lũ đạn rồi. Phải chi mình còn lũ đạn ở đây.
Ê, tạo lại kìa. Ôi trời ơi. Cố lên, bỏ lên tàu đi. Tụi bay mà không chịu bỏ lên là chết hết á. No. Rồi, có một thanh niên nó bị bỏ lại rồi. Ly, ông đó tên Ly. Cố lên. Sống ra lối nó đi trời. Nóng lắm hả? Rồi. Mình đâu có đi được đâu bạn, mình đâu di chuyển được đâu. Kìa, có hai hàng áo kìa. Không biết nhảy lên đây nữa. Rồi, tạm biệt hai con mày luôn. Oh no. Corporal. All I needed was two more seconds. I needed those 2 seconds to get us off the X. What if it were me? What are you asking me? Would you have left me out there? I don't know. Yes, you do. Hesitation is a hole in the head, Reyes. We both know that. There is no other way. There's always another way. Not always. Since when? Since you became captain. Main to Raven. Send traffic, Gator. We received an emergency offer, Captain. What's your ETA? We're coming in now. You're needed on the bridge ASAP, sir. Roger, we've got civilians on board. Acknowledged. We'll prep for offload. Out. This day's not ending anytime soon. Let's keep the barrel side out. Fight the enemy, not each other. You got the green light to do whatever it takes. Sorry about Omar Reyes. Me too, Saul.